Người có tên không? Tên em đang cầm hai chiếc đồng hồ của thương hiệu Rolex có giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng. Vậy thì hôm nay em sẽ cùng anh chị tìm hiểu hai chiếc Rolex Daydate 228-235 và Rolex Desert M278-285RBR này có điểm nào đặc biệt mà giá trị của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nha. Tên em đang là chiếc Daydate 228-235 thì theo nhu cầu của khách hàng cũng như để tôn thêm vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho chiếc đồng hồ này thì Kỳ Lân Luxury đã đính full kim cương bề mặt với những viên kim cương được bên em tuyển chọn từng viên một, cùng chất liệu vỏ được làm hoàn toàn từ vàng Evro, dây V-Zidane mối nối 3 mảnh. Và với size 40mm thì em nghĩ chiếc đồng hồ này thích hợp với tất cả các cổ tay đàn ông Việt Nam chúng ta. Bây giờ em sẽ thử đeo lên tay để cho các anh cảm nhận một lần ạ. Và kết hợp với chiếc Daydate vừa nãy thì đây là phiên bản Desert M278-285RBR 31mm dành cho các quý cô, với cùng chất liệu là vàng hồng với chiếc Daydate hồi nãy, nhưng chiếc này đã được bên em đính full kim cương từ quai đeo lên đến bề mặt đồng hồ. Và để tôn thêm vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho các chị em khi đeo lên tay, cùng những viên kim cương được tỏa sáng rực rỡ tạo nên cảm giác tự tin và không thiếu phần sang trọng cho các phái nữ. Và nếu như anh chị đang muốn sở hữu một trong hai sản phẩm này hoặc cả hai thì anh chị muốn tặng nửa kia của mình với mức giá ưu đãi nhất, chế độ hầu mái tốt nhất, chế độ bảo hành tốt nhất chỉ có tại Kỳ Lân Luxury, hãy để lại comment và số điện thoại, em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp với anh chị. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.